Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo điện tử VOV. Thưa quý vị, giữa lúc tin đồn Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sirsky đồng ý đầu hàng Nga vẫn chưa được kiểm chứng, thì mới đây, chuyên gia người Anh Alexander Mokhoris đã đưa ra lời cảnh báo về thảm họa ở Ukraine và cho rằng tướng Sirsky biết rõ sự thật đáng sợ này. Chuyên gia người Anh Alexander Mokhoris cho biết trên YouTube rằng người ta cáo buộc rằng Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Sirsky, đã thừa nhận rằng cuộc chiến đã thất bại, Ukraine đã thua, rằng họ không thể đánh bại Nga, đầu hàng là điều không thể tránh khỏi. Theo chuyên gia, những diễn biến khá nghiêm trọng đang diễn ra ở Ukraine. Ông cho biết thêm rằng điều đáng chú ý là mặt đất đang di chuyển ra xa dưới chân của ông Zelensky. Ông Mokhoris cũng chỉ ra rằng những lời chỉ trích đối với Tổng tư lệnh ngày càng gia tăng ở quốc gia Đông Âu này vì chức vụ của ông. Nhà phân tích kết luận, điều này bao gồm các cuộc trò chuyện về khả năng ông bị cách chức. Vào cuối tháng 5, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sirsky đã báo cáo về tình hình khó khăn ở mặt trận đối với quân đội Ukraine. Theo ông, những điểm nóng nhất vẫn là Ivanovsk và Washington theo hướng Kramatorsk. Vào đầu tháng 6, ông thông báo tình hình khó khăn ở các hướng Kurakovsky, Kupiansk, Kharkov và Krasnoyarsk. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine hiện đang bị phương Tây cố tình kéo dài. Ngày 18 tháng 7, trong họp báo sau phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, phương Tây đã đặt ra lộ trình để thực hiện bằng mọi giá cái gọi là kế hoạch Zelensky, có dạng tối hậu thư rõ ràng. Trung tuần tháng 11 năm 2022, khi phát biểu trước những người tham gia hội nghị thượng đỉnh G20, ông Zelensky đã công bố cái gọi là kế hoạch đạt tới hòa bình gồm 10 điểm. Danh sách các đề xuất của ông bao gồm đảm bảo an ninh bức xạ, hạt nhân, lương thực và năng lượng, thả tất cả tù nhân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, rút quân Nga và chấm dứt hoạt động chiến sự, trả lại công lý, chống lại nạn diệt chủng sinh thái, ngăn chặn leo thang và chấm dứt xung đột. Như ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý, một kế hoạch không tính đến hiện thực ngày nay với việc các khu vực mới gia nhập thành phần Liên bang Nga thì không thể coi là kế hoạch hòa bình. Tháng 6 năm 2024, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã đưa ra những đề xuất mới để giải quyết xung đột. Đề xuất dự trù công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia là khu vực thuộc Nga, củng cố tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này, cũng như bãi bỏ chính sách trừng phạt chống Nga. Kiev đã bác bỏ sáng kiến đó. Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng bắt đầu các cuộc thảo luận để giải quyết xung đột, nhưng Ukraine đã đưa ra lệnh cấm đàm phán ở cấp độ lập pháp, lưu ý rằng hiện tại không còn điều kiện tiên quyết nào để chuyển tình hình sang quỹ đạo hòa bình. Ưu tiên tuyệt đối của Nga là đạt được các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt. Chỉ có thể bắt đầu cuộc thảo luận với điều kiện thừa nhận hiện thực mới. Cũng trong ngày 18 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết rằng hiện có những động thái lôi kéo Nga tham gia hội nghị hòa bình cho Ukraine lần hai. Tuy nhiên, chính quyền Moscow sẽ không chấp nhận các tối hậu thư buộc Nga phải tham gia. Trong khi các bên đang tranh cãi về khả năng hòa đàm giữa Nga và Ukraine, quân đội Nga mới đây cho biết đã kiểm soát dãy nhà cao tầng đầu tiên ở thành phố Volchansk, tỉnh Kharkov. Thiếu tướng Avdi Alodinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga và là tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat cho biết, vào đầu tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm các đội lính đánh thuê nước ngoài, đến thành phố Volchansk của Kharkov. Tuy nhiên, quân Nga đã có những bước tiến tại đây. Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Avdi Alodinov cho biết, dãy nhà cao tầng đầu tiên của Volchansk đã thuộc quyền kiểm soát của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Mỗi ngày các đơn vị Nga đều tiến thêm một ít. Ngày qua, lực lượng Nga cũng tập kích nhiều sân bay và cơ sở tập trung khí tài của Ukraine ở 127 khu vực trên tiền tuyến. Cụ thể, hệ thống phòng thủ của Nga đã bắn hạ và ngăn chặn 33 máy bay không người lái UAV và 10 xuồng không người lái USV của Ukraine tấn công bán đảo Crimea. Theo hãng thông tấn TASS, dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 17 tháng 7, âm mưu của Kiev nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga bằng UAV đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 33 UAV ở Crimea và 2 UAV ở khu vực Bryansk. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, 10 USV lao về phía thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy trên Biển Đen. Ở diễn biến nóng khác, Trung tá Nazar Voloshin, phát ngôn viên nhóm tác chiến Kutistia chia sẻ với hãng thông tấn Interfax cho biết, các binh sĩ Ukraine đã rút khỏi làng Urozhaino ở tỉnh Donetsk. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, Urozhaino, ngôi làng ở tiền tuyến phía nam của tỉnh Donetsk, giáp biên giới với Zaporizhia,
đã bị quân đội Nga nắm quyền kiểm soát. Theo ông Voloshin, lực lượng Ukraine rút lui do đối phương đã phá hủy gần như mọi thứ ở Ukraine và quyết định rút quân được đưa ra để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các quân nhân đang bảo vệ khu vực này. Ông Voloshin nhấn mạnh thêm rằng, khu định cư gần như bị phá hủy hoàn toàn do pháo kích của đối phương. Các vị trí của quân phòng thủ Ukraine cũng bị phá hủy. Vì vậy, việc duy trì nhân sự ở đó là mối đe dọa đối với tính mạng của binh lính. Các lực lượng Nga cũng phải chịu tổn thất đáng kể mỗi ngày. Làng Uruzhaino bị Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 3 năm 2022, nhưng sau đó quân đội Ukraine đã giành lại vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, vào hôm 14 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành lại khu vực này. Cùng thời điểm này, chính quyền Kiev đã thông báo đề xuất tăng thuế lần đầu tiên trong thời chiến nhằm huy động nguồn ngân sách cần thiết cho nỗ lực trang bị vũ khí và trả lương quân nhân trong năm nay. Theo Reuters, đề xuất được đưa ra tại cuộc họp hàng tuần, bao gồm nội dung tăng chi quốc phòng thêm 495,3 tỷ hryvnia, tương đương 11,9 tỷ đô la Mỹ, lên khoảng 1.700 tỷ hryvnia cho năm 2024. Để chính thức có hiệu lực, quốc hội nước này cần phải bỏ phiếu thông qua dự luật trước khi được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký phê chuẩn. Trước đó, ngày 17 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành chiến lược an ninh biển nhằm bảo đảm sẵn sàng ngăn chặn tổng thể và hiệu quả các đe dọa an ninh biển của Ukraine. Chiến lược cũng quy định xây dựng hải quân Ukraine với tất cả các lực lượng và đảm bảo sự hiện diện thường trực của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Biển Đen. Trong số các nguyên tắc của chiến lược, có thực hiện lộ trình chiến lược hướng tới tư cách thành viên Liên minh châu Âu, EU và NATO. Ukraine đặt ra nhiệm vụ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine trên biển, bao gồm bằng phương tiện cano và thiết bị bay không người lái. Ukraine cũng có kế hoạch hợp tác trên biển với các nước NATO, bao gồm tiến hành các cuộc tập trận chung với các nước NATO, đảm bảo sự hiện diện thường trực của NATO ở Biển Đen và thành lập một liên minh để rà phá bom mìn trong khu vực trong giai đoạn hậu chiến dưới sự bảo trợ của NATO và EU, tổ chức chung hoặc phối hợp với các nước đối tác, các phái bộ an ninh tuần tra hàng hải trong lưu vực Azov Biển Đen. Tài liệu cho biết, việc thực hiện chiến lược này nhằm mục đích củng cố vị thế của Ukraine trên con đường trở thành thành viên của EU và NATO. Chiến lược sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn khác, bao gồm cả đầu tư nước ngoài. Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố sắc lệnh mới nhất về chiến lược an ninh hàng hải mới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố Moscow coi sự hiện diện ngày càng tăng của lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Biển Đen là một mối đe dọa và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh. Ông Peskov nêu rõ, sự hiện diện tập trung của các tàu NATO, tính cả Bulgaria và Romania, các quốc gia ven biển là thành viên của liên minh, đặt ra mối đe dọa bổ sung đối với Liên bang Nga, đặc biệt là khi xét đến sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO vào cuộc xung đột quanh Ukraine. Ông khẳng định Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!